Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Hôm nay thứ Sáu ngày 30 tháng 11 năm 2012, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban Quốc gia Chương trình và Con người sinh quyền Việt Nam thuộc UNESCO cảnh báo việc tiếp tục triển khai hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A có thể làm mất cơ hội được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới của Vườn Quốc gia Cát Tiên. Ngày càng có nhiều chuồng cò xuất hiện tại các khu chung cư mới hiện đại ở Hà Nội. Thực tế này một lần nữa chứng minh cho sự thiếu quyết tâm của chính quyền thủ đô trong việc xử lý các vi phạm liên quan đến xây dựng trên địa bàn. Ngày càng có nhiều người dân lắp đặt thêm camera hành trình trên ô tô, vừa để bảo vệ mình khỏi nguy cơ tai nạn, vừa làm bằng chứng cho các trường hợp bị cảnh sát giao thông xử phạt sai. Liên Hợp Quốc nâng cấp quy chế cho Palestine thành nhà nước quan sát viên bất chấp sự phản đối của Mỹ và Israel. Trung Quốc tiếp tục gây căng thẳng trên Biển Đông khi tự mình cho rằng có quyền xử lý các phương tiện đi vào vùng biển tranh chấp. Mở đầu là các thông tin về thời tiết trong nước. Tại các tỉnh Bắc Bộ, tiết trời đã ấm dần lên so với ngày hôm qua, tuy nhiên sương mù lại xuất hiện gần như cả sáng, phần nào ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sương mù sẽ còn tiếp diễn trong những ngày cuối tuần cho đến khi một đợt không khí lạnh mới ảnh hưởng đến nước ta. Cụ thể, sương mù dày đặc xuất hiện từ sáng sớm và kéo dài đến gần trưa. Nguyên nhân là do khối không khí lạnh suy yếu. Ngoài ra, trước đó các tỉnh miền Bắc có mưa trên diện rộng nên độ ẩm bốc hơi trong không khí ở mức cao. Rất may sương mù chưa ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động giao thông, đặc biệt là giao thông hàng không. Điều này sẽ chấm dứt khi một khối không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến nước ta vào tối và đêm mai tức ngày 1 tháng 12. Theo các chuyên gia khí tượng, đây là đợt gió mùa đông bắc có cường độ mạnh, gây ra một đợt rét kéo dài đến gần cuối tuần sau. Nhiệt độ khu vực vùng núi lại giảm xuống dưới mức rét đậm, có nơi núi cao dưới 10 độ. Ngoài ra, do tác động của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm mai, ở Bắc Bộ sẽ có mưa rào và có nơi có dông. Trong khi các tỉnh miền Bắc đang chìm trong sương mù và giá rét, thì ngược lại, Nam Bộ lại bắt đầu mùa khô với các đợt nắng nóng trên diện rộng. Đi kèm với đó, chiều cường tại đây sẽ lại lên cao và đạt xấp xỉ báo động 3 trong những ngày tới. Cụ thể, tại Nam Bộ, trời nắng sẽ kéo dài từ sáng đến chiều với nền nhiệt dao động từ 33 đến 34 độ C. Đi kèm với đó là lượng ẩm trong không khí giảm thấp, chỉ đạt từ 50 đến 60%. Điều kiện thời tiết hanh khô nên nguy cơ cháy nổ rất dễ xảy ra. Ban ngày trời nắng, còn sáng sớm và chiều tối, tình trạng ngập úng sẽ lại diễn ra theo chu kỳ chiều cường. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực chiều sẽ đạt đỉnh vào chiều mai, xấp xỉ báo động 3 như tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn ở mức 1,47m, dưới mức báo động 3 chỉ 0,03m. Để chủ động phòng chống, ứng phó với diễn biến chiều cường, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố đã yêu cầu kiểm tra, vận hành hiệu quả các cửa xả, cống, đập ngăn chiều, máy bơm nước di động để huy động khắc phục kịp thời các sự cố ngập úng do chiều cường gây ra, đặc biệt là khu vực thấp như quận Thủ Đức, quận 12, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn. Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã làm việc với EVN về tình hình xả nước gieo cấy vụ đông xuân 2012-2013. Theo đó, dự kiến lịch xả nước các hồ thủy điện sẽ diễn ra trong 3 đợt. Cụ thể, đợt 1 xả nước từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 1 năm 2013, tức là trước lập xuân, nhằm đổ ải kịp thời cho việc cấy lúa trà xuân sớm, xuân trung, làm mạ xuân muộn, làm đất đối với diện tích xuân muộn cấy trước Tết âm lịch. Đợt 2 từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 2 năm 2013, tức sau lập xuân, nhằm tiếp tục cung cấp nước đổ ải, làm đất cấy trà xuân muộn trước Tết âm lịch. Đợt 3 từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 2 năm 2013, tức sau Tết âm lịch, để tiếp tục gieo cấy hết diện tích trà xuân muộn, đặc biệt trên diện tích cây vụ đông thu hoạch muộn, vùng đất cao xa nguồn nước. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dự kiến đầu tháng 12 năm 2012 sẽ tổ chức cuộc họp với các địa phương để thống nhất các phương án xả nước và chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân 2012-2013. Trong khi số phận của Thủy điện Đồng Nai 6-6A vẫn còn là một câu hỏi lớn, làm đau đầu các cơ quan quản lý và gây băn khoăn cho nhiều người dân quan tâm, thì theo Ủy ban Quốc gia Chương trình và Con người sinh quyền Việt Nam thuộc UNESCO, nếu các bên vẫn tiếp tục triển khai hai dự án này, Việt Nam sẽ đi ngược với cam kết quốc tế bảo tồn của khu sinh quyền nói chung và sinh quyền Vườn Quốc gia Cát Tiên nói riêng. Điều đó cũng có nghĩa là Thủy điện Đồng Nai 6-6A có thể làm mất đi cơ hội được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới của Vườn Quốc gia Cát Tiên.
Theo đó, với việc lấy hơn 300 hecta rừng vùng lõi của khu sinh quyền, khiến môi trường sống của các loài sinh vật bị chia cắt, cảnh quan bị phân mảnh, tính kết nối sinh thái bị phá vỡ, hệ thống sinh thái bị đảo lộn sẽ làm suy giảm đa dạng sinh học cho toàn bộ khu vực. Xét về yếu tố kinh tế, mỗi một khu sinh quyền khi được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, thì khu sinh quyền đó có giá trị khoảng hơn 100.000 tỷ đồng. Hiện nay, khu dự trữ sinh quyền Cát Tiên đang được UNESCO xem xét để công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Thời gian tới, UNESCO sẽ cử đoàn chuyên gia đến khu vực này để đánh giá xem đa dạng sinh học bị mất đi bao nhiêu, số người dân lâm vào tình trạng khó khăn về cuộc sống. Khi thấy khu sinh quyền này không còn đảm bảo các yếu tố, tiêu chí đặt ra, thì UNESCO sẽ chính thức không công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Hiện nay, một số nơi đã bị rút danh hiệu này, như ở Đức và Anh. Trước đó, vào ngày 17 tháng 9 tại Đồng Nai, các chuyên gia của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Lâm Đồng nhằm thẩm định hồ sơ, trên cơ sở đó để trình UNESCO công nhận Vườn Quốc gia Cát Tiên là Di sản Thiên nhiên Thế giới. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, nhằm hỗ trợ các nước hạ lưu sông Mekong nâng cao chất lượng sống cho người dân, chính phủ Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ 800 tỷ đồng cho 5 nước Đông Nam Á thông qua chương trình sáng kiến hạ lưu vực sông Mekong. Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo được Ngân hàng Phát triển Châu Á phối hợp cùng Đại sứ quán Mỹ tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Theo đó, 5 nước sẽ được hỗ trợ là Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Với số tiền này, các nước sẽ tập trung xây dựng các dự án trên các lĩnh vực môi trường, y tế, giáo dục, phối hợp hoạt động nâng cấp các cơ sở hạ tầng với việc quản lý rủi ro thiên tai hướng đến cộng đồng và tăng cường công tác dự báo để cải thiện khả năng sẵn sàng đối phó với hạn hán và lũ lụt ở khu vực tiểu vùng Mekong mở rộng. Lưu vực sông Mekong có diện tích rộng 795.000 km2, ước tính có 60 triệu người sống ở hạ lưu sông này, trong đó Việt Nam có khoảng 20 triệu người. Mỗi năm, hạn hán lũ lụt ở khu vực hạ lưu sông Mekong rất lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với sản lượng lúa gạo, chăn nuôi và thủy sản. Chuồng cọp là hình ảnh được nhắc đến rất nhiều ở các đô thị lớn và nó thường gắn với những tập thể cũ có tuổi đời từ 30 đến 40 năm. Tuy nhiên, ở ngay cả những khu chung cư mới xây dựng, thậm chí là những tòa nhà vốn được coi là hiện đại, chuồng cọp vẫn xuất hiện. Không những gây nguy hiểm cho người sinh sống do phá vỡ cấu trúc xây dựng, những căn phòng cơi nới này còn gây mất mỹ quan đô thị. Ghi nhận của VTC14 tại khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội. Chênh vênh là cảm giác khi đứng trên gian phòng này. Bởi thực chất, nó không phải là một gian phòng kiên cố, mà là khu vực được cơi nới dựa trên nền ban công tầng 4 của khu chung cư N6 Trung Hòa Nhân Chính. Với diện tích gần 50m2, gồm một phòng ngủ và một phòng khách, căn hộ tái định cư của gia đình anh Trịnh Vũ Long không thể đáp ứng nhu cầu sử dụng của 4 nhân khẩu. Và thế là anh Long phải lấn chiếm ra ban công thêm 5m2 nữa. Tôi biết là xây cái này là mất mỹ quan đô thị của tòa nhà, nhưng mà tôi vẫn phải cơi lưới vì nhà tôi quá chật hẹp. Tất cả mọi người đều ra hết, ai cũng phải ra cơi lưới thêm, không thể sinh hoạt được. Ai cũng làm. Nên tại các khu chung cư N2E, N2D, N3, hầu hết các căn hộ đều có thêm một cái chuồng cọp. Với đủ mọi hình dáng, kích thước, miễn là có thể tăng thêm được diện tích. Những tòa nhà cao tầng hiện đại cũng không ngoại lệ. Ban công được bao kín thành một gian phòng. Hành lang trong nhà thì bị lấn chiếm thành nơi chứa đồ với chiếc tủ sắt kiên cố. Thậm chí, đến cầu thang thoát hiểm cũng được trưng dụng thành nhà kho với đủ thứ đồ đạc. Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính thuộc địa phận phường Nhân Chính bao gồm 19 tòa nhà chung cư từ 6 đến 17 tầng với hơn 7.000 nhân khẩu. Đây là nơi tập trung nhiều tòa chung cư cao tầng được xem là hiện đại nhất của Hà Nội. Nhưng từ năm 2005, nhiều hộ dân đã bắt đầu cơi nới chuồng cọp, lấn chiếm khoảng không để nâng cao mục đích sử dụng. Việc làm này mang lại lợi ích thiết thực cho mỗi gia đình, nhưng sẽ gây nguy hiểm cho các hộ bên dưới, làm phá vỡ kiến trúc của tòa nhà và mất mỹ quan đô thị. Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân đã có kế hoạch giải tỏa và phá dỡ các cái lồng cọp mà lấn chiếm khoảng không sai quy định. Đặc biệt là năm 2008 và năm 2009, song song với việc lên kế hoạch thì cũng xin ý kiến chỉ đạo cụ thể của ủy ban thành phố. Và đến nay thì ủy ban quận Thanh Xuân đã nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố là tạm dừng cái việc kế hoạch xử lý dỡ bỏ tất cả các lồng cọp liên quan đến khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính
để chờ ý kiến chỉ đạo cụ thể của ban thành phố. Đã tròn 3 năm chờ đợi nhưng vẫn chưa có bất cứ ý kiến chỉ đạo nào từ phía Ủy ban nhân dân thành phố. Có nghĩa là biết thì đã biết nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua. Một Hà Nội với những khu tập thể cũ kỹ đang chờ sập. Những tòa nhà cao tầng đang dần mất đi vẻ đẹp hiện đại. Chỉ bởi ý thức giữ gìn mỹ quan đô thị của người dân và cơ chế quản lý lỏng lẻo của cơ quan chức năng. Ngày mai, một số đối tượng lao động, đơn vị sử dụng lao động sẽ nhận thêm sự hỗ trợ về chế độ bồi dưỡng, các loại bảo hiểm nghề nghiệp. Đây chỉ là một trong số nhiều quyền lợi mà người dân được hưởng khi các chính sách có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12. Theo đó, người lao động làm việc ở lĩnh vực đặc thù sẽ được tăng mức tiền ăn từ 2 đến 2,5 lần. Thấp nhất là công nhân đèn luồng từ cửa biển vào cảng, nâng tiền bồi dưỡng từ 32.000 đồng lên 77.000 đồng một ngày. Cao nhất là công nhân ở tổ lái máy bay, làm việc trên các tàu vận tải biển, hầm lò, mức tăng từ 80.000 đồng lên 170.000 đồng. Đơn vị sử dụng lao động là dân tộc thiểu số vùng khó khăn sẽ được hỗ trợ về đào tạo, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, định mức lao động và tiền thuê đất. Ngoài ra, bắt đầu từ tháng 12, giá dịch vụ khám chữa bệnh có thể được điều chỉnh. Việc điều chỉnh này sẽ được xem xét trong 3 trường hợp. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ hoặc thay đổi về cơ chế, chính sách tiền lương hoặc có biến động vào các yếu tố đầu vào. Trong tháng 12 tới, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế sẽ thành lập các đoàn kiểm tra để giám sát việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở thực hiện viện phí mới. Trước đó, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã yêu cầu các viện, bệnh viện trực thuộc báo cáo tình hình triển khai chỉ thị 05 của Bộ về việc tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh sau khi điều chỉnh giá dịch vụ. Đến nay, Cục mới nhận được báo cáo của gần 20 cơ sở y tế, bệnh viện tuyến trung ương. Chỉ thị 05 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc áp dụng giá viện phí mới sẽ được thực hiện từ đầu tháng 8 năm 2012 tại 20 bệnh viện tuyến trung ương và các bệnh viện tại 42 tỉnh, thành phố với mục đích nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Cụ thể, các bệnh viện phải bảo đảm dành tối thiểu 15% số thu khám bệnh, tiền giường bệnh theo giá dịch vụ mới để sửa chữa, cải tạo, mở rộng, nâng cấp, bổ sung thiết bị và các điều kiện phục vụ người bệnh, hạn chế tối đa tình trạng người bệnh nằm ghép. Tiếp tục phần tin trong nước, ngày hôm nay tỉnh Điện Biên công bố hết dịch cúm gia cầm trên địa bàn xã Nong Hẹt, huyện Điện Biên. Như vậy là đến thời điểm này, cả nước không còn địa phương nào có dịch cúm gia cầm. Sau khi công bố hết dịch tại xã Nong Hẹt, toàn tỉnh Điện Biên đã không còn dịch cúm gia cầm. Gia cầm của các sản phẩm khỏe mạnh có nguồn gốc rõ ràng tại các địa phương và đã qua kiểm dịch được phép lưu thông trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn phải tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh để tránh nguy cơ bùng phát trở lại. Dịch cúm gia cầm H5N1 xuất hiện từ ngày 12 tháng 10 tại hai xã Nong Luống và Nong Hẹt đều thuộc địa bàn huyện Điện Biên, là 1.570 con gia cầm nhiễm bệnh phải tiêu hủy. Do các ổ dịch này đều được phát hiện kịp thời nên dịch bệnh không lan rộng sang các địa phương khác. Theo Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm 2012 đến nay, dịch cúm gia cầm xuất hiện tại 32 tỉnh thành, tổng cộng có hơn 616.000 gia cầm chết và bị tiêu hủy vì dịch cúm. Năm nay, dịch cúm gia cầm đã tăng hơn 4 lần so với năm 2011, năm có lượng gia cầm chết cao nhất trong 4 năm gần đây. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch bắn pháo hoa và giao thừa Tết Nguyên đán Quý Tỵ. Theo đó, pháo hoa sẽ được bắn tại 29 điểm, trong đó có 5 điểm tầm cao và 24 điểm tầm thấp. Thời gian thực hiện bắn pháo hoa từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 10 tháng 2 năm 2013, tức là thời điểm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Trong đó, 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm trước Bưu điện Hà Nội và trước trụ sở báo Hà Nội mới, Công viên Thống Nhất, Vườn hoa Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hồ Văn Quán, quận Hà Đông và Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, huyện Từ Liêm. 24 điểm bắn pháo hoa tầm thấp ở 24 quận, huyện, thị xã là Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Gia Lâm, Mê Linh, Ba Vì, Sơn Tây, Đan Phượng, Thạch Thất, Chương Mỹ, Thường Tín, Quốc Oai, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Đông Anh, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Thanh Oai, Hoài Đức và Thanh Trì. Số lượng pháo hoa tầm cao gồm 3.100 quả, pháo hoa tầm thấp mỗi điểm 90 dàn. Các điểm bắn có thể tăng số lượng pháo hoa bằng ngân sách địa phương nhưng không vượt quá 135 dàn. Ủy ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ cho Bộ Tư lệnh Thủ đô và các sở ngành, các địa phương hiệp đồng chặt chẽ, tổ chức tốt công tác chuẩn bị và triển khai bắn pháo hoa đúng chương trình, thời gian quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội sẽ được miễn phí xe ô tô về quê đón Tết Quý Tỵ. Đây là chương trình của Liên đoàn Lao động thành phố cùng nhiều tổ chức xã hội khác.
Trong hai ngày 26 và 27 Tết, tức ngày mùng 6 và ngày mùng 7 tháng 2 năm 2013, sẽ có 5 địa điểm đón công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, bao gồm Cụm Công nghiệp Bắc Thăng Long, Quang Minh, Nội Bài, Minh Khai. Riêng công nhân lao động Cụm Công nghiệp Phú Nghĩa bố trí xe đón tại số 3 Chu Văn An, Hà Đông. 5 tuyến xe dự kiến bao gồm Hà Nội Thanh Hóa, Hà Nội Nghệ An, Hà Nội Hà Tĩnh, Hà Nội Quảng Bình và các tuyến phía Bắc. Đối với các tuyến phía Bắc, nếu đủ 30 công nhân lao động đăng ký trở lên, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tổ chức xe đón. Vé xe sẽ được phát trước ngày 10 tháng 1 năm 2013. Nhiều tỉnh thành phố phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương đã có chương trình hỗ trợ này cho công nhân nhiều năm trước. Tuy nhiên, có thể nói đây là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức với quy mô toàn thành phố. Mặc dù không nằm trong diện phải lắp thiết bị giám sát hành trình theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải, nhưng những ngày gần đây, rất nhiều người dân đã lắp thêm một chiếc camera trên ô tô gia đình mình nhằm phòng ngừa nhiều bất trắc có thể xảy ra trên đường. Ngoài ra, cũng như là một biện pháp bảo vệ họ trước pháp luật, đặc biệt là trong những tình huống bị cảnh sát giao thông xử phạt sai. Rất dễ để phân định ai sai, ai đúng trong trường hợp này. Đây là một trong số rất nhiều vụ tai nạn được ghi lại bởi camera hành trình trên ô tô cá nhân. Nhiều người cho rằng nhờ có chúng, cảnh sát giao thông và cơ quan điều tra sẽ bớt mất thời gian hơn nhiều. Bảo vệ mình và gia đình là một trong những lý do quan trọng khiến anh Vũ Đinh Nghiêm Hùng và nhiều người khác quyết định bỏ ra 5 triệu đồng để sắm riêng cho chiếc ô tô của mình một chiếc camera hành trình. Thỉnh thoảng tôi cũng gặp một vài cái sự cố, một vài cái tình huống, tất nhiên là nó cũng chưa thật sự là nguy hiểm lắm, nhưng mà nó cũng khiến mình có thể là giật mình. Thế thì mình cũng lưu lại rồi về nhà mình xem là tại sao cái tình huống như đó thì mình lại xử lý như vậy. Và nếu mà gặp cái tình huống như vậy lần sau ấy, thì mình sẽ xử lý như thế nào, tức là nó cho phép mình rút kinh nghiệm. Thì cái độ nét nó sẽ thay đổi ngay. Với thiết kế nhỏ gọn, camera có góc quay lên tới 140 độ và chế độ ghi hình song song. Do đó, các vật thể ở phạm vi rộng và xa đến hàng trăm mét trong khoảng thời gian từ 8 đến 12 tiếng, thậm chí là 24 tiếng đều được lưu trong thẻ nhớ. Và vì thế, những hình ảnh phản cảm như thế này mới có thể được ghi lại rõ ràng và trực quan như vậy. Theo nhiều chủ cửa hàng, camera hành trình cho ô tô được du nhập vào Việt Nam từ năm 2005. Tuy nhiên, phải một năm gần đây mới nở rộ. Nhiều người tìm mua để ghi lại bằng chứng trên những tình huống bị cảnh sát giao thông bắt phạt. Trường hợp mà cảnh sát giao thông người ta cũng làm việc nhiều nơi mà nó cảnh sát người ta xử lý những cái trường hợp mà có thể là cũng không chính xác, thì camera giao thông sẽ giúp cho mình là đến việc trước cơ quan pháp luật thì mình đã giải quyết được những cái công việc đấy, nó sẽ nhanh gọn và ổn thỏa hơn. Nếu đi qua các cái chốt ngã ba, ngã tư, thế ví dụ như là nó thời gian nó chỉ còn lại có khoảng 2 giây, 3 giây, thậm chí là 1 giây thôi. Thì về theo đúng luật thì mình hoàn toàn là mình có thể được đi. Thì lúc đó thì mình vẫn quyết định là đi qua chẳng hạn. Thế thì cái người cảnh sát ấy thì cái tình huống nó rất là nhạy cảm. Thế thì cũng có thể là do sơ suất, là vì bất kỳ lý do nào đó thì người ta dừng xe mình lại, người ta nói là anh vượt đèn đỏ chẳng hạn. Thế thì mình hoàn toàn có thể lôi lấy cái hình ảnh đó làm bằng chứng để chứng minh cho người ta biết là tại cái thời điểm mà khi mà ta vượt qua cái vạch thì chưa đến cái đèn đỏ. Thực tế trên có thể thấy có rất nhiều trường hợp người dân đã phải chịu phạt oan chỉ vì không chứng minh được mình không vi phạm. Do đó, camera hành trình chính là nhân chứng và vật chứng thuyết phục nhất. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cái việc mà người dân tự bảo vệ mình. Mà bảo vệ đối với cảnh sát giao thông thì phải có nhân chứng, vật chứng, phải có chứng cứ. Chứ nếu không thì sẽ thành vu không. Cho nên nếu như mà lắp camera để theo dõi các cái điều kiện khi mà xe lưu hành trên đường, trong đó có cả hành vi của những người cảnh sát giao thông bắt lỗi không đúng, thì tôi chưa hoàn toàn ủng hộ. Bàn tay thì cũng có ngón dài, ngón ngắn. Không thể loại trừ trường hợp nhiều cảnh sát giao thông lợi dụng công vụ mà sự ép người dân. Do đó, có thể nói, bên cạnh việc bảo vệ sự an toàn của bản thân trước các sự cố trên đường, camera hành trình còn là một cách để giám sát những người thực thi công vụ, góp phần loại trừ tham nhũng. Tất nhiên, không ai muốn lúc nào cũng phải dùng những thứ này. Trong phần tin quốc tế, Liên Hợp Quốc nâng cấp quy chế cho Palestine thành nhà nước quan sát viên bất chấp sự phản đối của Mỹ và Israel. Trung Quốc tiếp tục gây căng thẳng trên Biển Đông khi tự mình cho rằng có quyền xử lý các phương tiện đi vào vùng biển tranh chấp.
chém Gaza bị chấn động tâm lý sau các vụ giao tranh giữa Hamas và Israel. Dạng sáng nay, theo giờ Hà Nội, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết nâng cấp quy chế cho Palestine tại Liên Hợp Quốc từ thực thể quan sát viên thành nhà nước quan sát viên. Điều này đã đem lại thắng lợi ngoại giao quan trọng cho Tổng thống Mahmoud Abbas, bất chấp sự phản đối kịch liệt của Mỹ và Israel. Với 138 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 41 phiếu trắng, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết nói trên, đưa Palestine từ thực thể quan sát viên thành nhà nước quan sát viên. Trong bài diễn văn dài 22 phút được Đại hội đồng hưởng ứng nhiệt liệt, Tổng thống Abbas khẳng định Palestine vẫn tiếp tục nỗ lực để trở thành một nhà nước được công nhận đầy đủ. Ngay sau khi Chủ tịch phiên họp lần thứ 67 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc công bố kết quả bỏ phiếu, đại diện nhiều nước tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tới bắt tay chúc mừng Tổng thống Abbas. Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng việc nâng cấp quy chế cho Palestine tại Liên Hợp Quốc sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình Trung Đông. Tuy nhiên, bất chấp sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế, Mỹ và Israel vẫn lên tiếng chỉ trích kết quả bỏ phiếu tại Đại hội đồng. Nghị quyết của Liên Hợp Quốc là không thích hợp và phản tác dụng, ngăn cản con đường đi tới hòa bình. Sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, hàng trăm ngàn người dân Palestine tại thành phố bờ Tây đã đổ ra đường với cờ Palestine và hòa mình vào không khí lễ hội để ăn mừng quyết định lịch sử này. Đối với họ, kết quả của cuộc bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc cũng là một bước tiến lớn trong việc tìm kiếm sự công nhận của toàn thế giới với một nhà nước Palestine độc lập. Hôm nay, chúng tôi có mặt ở đây để ăn mừng thành công của Palestine. Từ nay trở đi, cũng giống như bất cứ quốc gia nào khác, Palestine đã có tên trên bản đồ thế giới. Mặc dù quyết định công nhận Palestine là nhà nước quan sát phi thành viên của Liên Hợp Quốc sẽ không kết thúc 6 thập kỷ chờ đợi của người Palestine cho nền độc lập, cũng như không cung cấp cho họ quyền bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, quyết định này sẽ cho phép Palestine tiếp cận tòa án hình sự quốc tế và quyền yêu cầu truy tố Israel vì những tội ác chiến tranh, cũng như tìm kiếm phán quyết về tranh chấp lãnh thổ tại tòa án công lý quốc tế. Hãng tin Reuters ngày hôm nay dẫn lời tờ China Daily của Trung Quốc cho hay, Hải Nam, tỉnh được Bắc Kinh tự trao quyền quản lý Biển Đông, vừa thông qua quy định mới cho phép cảnh sát biên phòng quyền tuần tra trên khu vực Biển Đông mà Trung Quốc tự nhận là lãnh hải, đồng thời cho phép lực lượng này lên tàu, tịch thu giữ và trục xuất các tàu ngoại quốc xâm nhập trái phép vào vùng biển nói trên. Quy định mới vừa được tỉnh Hải Nam thông qua sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2013. Theo hãng tin Reuters, quy định mới này sẽ cho phép cảnh sát Hải Nam kiểm soát, bắt giữ hoặc yêu cầu các tàu nước ngoài xâm nhập trái phép vào vùng biển mà Trung Quốc tự nhận là lãnh hải phải chuyển hướng. Hoạt động bị coi là xâm nhập trái phép bao gồm việc xâm nhập vùng biển của tỉnh mà không có phép, dừng lại hay thả neo bất hợp pháp, phá hoại các hệ thống bảo vệ bờ biển. Thực hiện công việc quản lý hàng hải là quyền hợp pháp của một nhà nước có chủ quyền. Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của một số nước trong khu vực, Trung Quốc đã lập ra cái gọi là thành phố Tam Sa và trao cho nó quyền quản lý hầu như toàn bộ khu vực Biển Đông mà Bắc Kinh tự nhận là lãnh hải của họ. Điều này có nghĩa là cảnh sát Hải Nam được quyền giám sát tuần tra trên một diện tích biển rộng, bao trùm các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Quyết định tự cho quyền chặn bắt các tàu ngoại quốc đi vào vùng lãnh hải nằm trong đường 9 đoạn mà Bắc Kinh đòi chủ quyền được đưa ra ngay sau khi nước này phát hành rộng rãi hộ chiếu có in hình bản đồ Trung Quốc cùng đường 9 đoạn trên hộ chiếu điện tử mới của nước này. Hàng loạt các hoạt động này cho thấy Trung Quốc đang tăng cường các động thái leo thang trong vấn đề Biển Đông, khiến tình hình tranh chấp chủ quyền biển đảo càng trở nên căng thẳng. Sau đây là các thông tin quốc tế đáng chú ý trong 24 giờ qua. Giao tranh giữa phe đối lập Syria và lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad ở ngoại ô thủ đô Damas hôm qua đã khiến con đường dẫn tới sân bay chính của thành phố này phải đóng cửa. Trong khi đó, mạng Internet tại Damas cũng đã bị cắt đứt, còn hệ thống điện thoại cố định và di động đều hoạt động chập chờn. Người dân địa phương cho biết đây là tình huống gián đoạn thông tin tồi tệ nhất kể từ khi xung đột bùng phát hồi năm ngoái. Cùng ngày, hãng hàng không của các tiểu vương quốc Ả Rập có trụ sở tại Dubai cũng tuyên bố đình chỉ các chuyến bay tới thủ đô của Syria cho đến khi có thông báo mới. Jiang Wesuo, 44 tuổi, người phanh phui vụ bê bối sữa nhiễm melamine ở Trung Quốc năm 2008, khiến khoảng 300.000 người bị ốm và 6 em nhỏ thiệt mạng, đã qua đời vào hôm 14 tháng 11 vừa qua, nhưng mãi đến tận ngày hôm qua 29 tháng 11, báo chí chính thức của Trung Quốc mới đưa tin này.
Được biết, Ziyang bị những kẻ không rõ danh tính tấn công vào ngày 2 tháng 11 và sau 12 ngày vật lộn với các vết thương, anh đã không qua khỏi. Vụ tấn công xảy ra khi anh đang trên đường trở về từ một cuộc họp tại công ty sữa ở tỉnh Thiểm Tây, nơi anh làm tổng giám đốc. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm, nhưng động cơ vụ tấn công hiện chưa được làm rõ. Hôm qua, Hải quan Pháp cho biết đã hủy 15.000 đồ chơi có xuất xứ từ Trung Quốc, bao gồm thú nhồi bông, búp bê, bút laser, súng điện tử. Hầu hết số đồ chơi này đều không đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu và có thể gây hại cho sức khỏe. Các nhóm buôn lậu đưa hàng từ Trung Quốc sang Bỉ để tránh thuế giá trị gia tăng, sau đó chuyển về các kho chứa hàng ở thủ đô Paris của Pháp. Đồ chơi lậu được phân phối để bán dạo ở các trạm tàu điện ngầm hoặc bên vệ đường. Theo trưởng đơn vị phòng chống buôn lậu của Hải quan Pháp, lực lượng này đã theo dõi để bắt quả tang lúc giao hàng. Kể từ sau khi phong trào Hồi giáo Hamas và Israel đạt được thỏa thuận ngừng bắn trên dải Gaza hôm 22 tháng 11, người dân trên dải đất này đã và đang dần trở lại với cuộc sống yên bình trước khi giao tranh. Tuy nhiên, với trẻ thơ, các cuộc xung đột bạo lực dường như đã hằn sâu thành nỗi sợ hãi, khó có thể xóa mờ trong thời gian ngắn. Trẻ em, lực lượng chiếm đến hơn một nửa trong số 1,7 triệu dân Gaza hiện đã trở lại trường học. Tuy nhiên, để các em thực sự trở lại bình thường, đó là cả một chặng đường còn khá dài ở phía trước. Những đứa trẻ này đã phải đối mặt với tất cả những gì đã xảy ra trong 8 ngày giao tranh giữa phong trào Hamas và Israel trên dải Gaza. Saad Hassanat, cậu bé 13 tuổi, có 6 người anh em họ thiệt mạng trong các vụ giao tranh cho biết, hình ảnh thi thể của những người thân vẫn còn ám ảnh trong em. Mỗi lần nhớ đến cảnh đó là cháu lại cảm thấy rùng mình. Từ trong sâu thẳm, cháu tưởng tượng mình đang ở vị trí của họ và mọi người đang nhìn vào thi thể của cháu. Điều này thực sự khủng khiếp và quá sức chịu đựng đối với cháu. Chết chóc và sự hủy diệt đã trở thành một phần trong cuộc sống của trẻ em ở mảnh đất Gaza. Đáng nhấn mạnh là sự tổn thương tâm lý đang ngày càng gia tăng do sự tái diễn của các cuộc giao tranh. Thật khó để nói về hiện tượng chấn thương tâm lý của trẻ nhỏ khi nó xảy ra thường xuyên và định kỳ, khi các em phải chứng kiến cảnh bạo lực trong giao tranh. Theo Trung tâm Nhân quyền Palestine, đã có 34 trẻ em thiệt mạng và hàng trăm em khác bị thương trong các cuộc giao tranh kéo dài suốt 8 ngày cách đây không lâu. Có thể sẽ chỉ mất một thời gian ngắn để khôi phục thiệt hại về vật chất sau giao tranh tại Gaza. Song chắc hẳn, đó sẽ là một khoảng thời gian rất dài để hàn gắn lại những vết sẹo tinh thần, hằn sâu trong những trái tim non nớt của trẻ thơ. Đã một tháng trôi qua kể từ sau khi siêu bão Sandy quét qua bờ đông của nước Mỹ, tuy nhiên những hậu quả mà nó để lại vẫn là nỗi ám ảnh đối với những người đã phải trải qua cơn thịnh nộ của thiên nhiên này. Dù công tác dọn dẹp và khắc phục đã được triển khai sau khi bão tan, song cho đến nay, bãi biển, đường phố và nhiều khu vực của New Jersey, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, vẫn ngập trong rác và những đống đổ nát. Đây vốn là thị trấn du lịch mùa hè, chạy dọc theo bãi biển New Jersey. Tuy nhiên, nó đã bị siêu bão Sandy nuốt chửng và cho đến nay vẫn chưa khôi phục lại trạng thái bình thường như trước đây. Ở bất kỳ nơi nào trên bãi biển đều dễ dàng bắt gặp các loại rác thải như giấy điện, các khối kim loại hay các thùng lớn. Trong khi đó, các con đường nhỏ nằm trong khu vực công viên giải trí Pier chất đầy các tấm gỗ lót và bê tông vỡ. Các công nhân vệ sinh hàng ngày vẫn phải nỗ lực để dọn đống đổ nát này. Công ty dọn vệ sinh đã liên tục làm việc trong suốt một tháng qua để xử lý rác thải ở đây. Tuy nhiên, cho đến nay, mọi thứ vẫn còn rất hỗn loạn. Bão Sandy cũng làm biến dạng tượng đài công chúa Cottage, vốn là biểu tượng của khu liên hợp biển của thành phố New Jersey. Trước khi bão đến, ở đây có một ngôi nhà, tuy nhiên nó đã bị thổi bay và 4 người sống trong nhà đã đi sơ tán. Tất cả mọi người sống trong khu vực này hiện đang rất cần đến sự giúp đỡ từ chính quyền địa phương. Theo thống đốc bang New Jersey, siêu bão Sandy đã gây thiệt hại lên đến 37 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế bang này, buộc hàng chục nghìn người phải rời nhà đi sơ tán. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin Nhật ký cuộc sống ngày 30 tháng 11 của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!